Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng và đạt được kết quả khá rõ nét, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo việc xử lý điều tra truy tố xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, bảo đảm khách quan, đầy đủ, toàn diện, đúng người, đúng tội, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật, tham ô tham nhũng, nhất là đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, giữ vững đoàn kết, ổn định chính trị nội bộ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp vẫn còn một số hạn chế, như tình hình công dân đi các cấp khiếu kiện ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, một số địa phương chưa quyết liệt trong giải quyết đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở hoặc để kéo dài. Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, tập trung ở các khu vực công trường xây dựng tại các dự án lớn trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Việc nắm tình hình, công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự có lúc có nơi chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, cơ quan tổ chức, các giải pháp liên quan đến công tác điều tra, xét xử các vụ việc tham nhũng và các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan trong khối nội chính đã đạt được, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được triển khai thực hiện quyết liệt, nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về công tác nội chính. Các cơ quan nội chính rồi các cơ quan tư pháp phải là nòng cốt trong việc tham mưu cho tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm và củng cố vững chắc an ninh chính trị, đặc biệt là kéo giảm các loại tội phạm vi phạm pháp luật và các hành vi về tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề, những vụ án, vụ việc cấp bách, bức xúc dư luận xã hội quan tâm, và các biện pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm pháp luật trong các cơ quan đơn vị, kể cả trong các cơ quan tư pháp và cơ quan nội chính, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác của năm 2023, đồng thời cũng phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và những nguy cơ nảy sinh, phát sinh những các vi phạm và tham nhũng tiêu cực để chỉ đạo kịp thời và có biện pháp xử lý có hiệu quả. Trong đó thì chúng ta coi trọng cái biện pháp phòng ngừa, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm. Các cơ ủy tổ chức Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân về tham nhũng tiêu cực để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cái sai phạm từ sớm từ xa, để không để những cái vi phạm nhỏ tích tụ thành những cái sai phạm lớn. Việc thực thi các cái nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ đảng viên, thực hiện tốt các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản và thu nhập. Và đặc biệt là gần đây, ngày 30 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một nghị quyết rất quan trọng về chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải là người địa phương. Ở đây là đề nghị là các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, các cơ quan thanh tra, các cơ quan kiểm tra của Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và điều tra và các hoạt động tố tụng khác,
nhất là việc trao đổi cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động tố tụng. Và cuối cùng, đấy là nhiệm vụ của Ban Nội chính tỉnh ủy, thì tôi đề nghị là các đồng chí thực hiện tốt cái vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, và các đồng chí thiết lập ngay đường dây nóng để nhân dân phản ánh về tham nhũng tiêu cực